đánh nó dữ dằn như cửa đó anh chị ơi, mà anh chị cứ vào cứ chê trách nó hoài. Đây, một cặp loa vi tính, một cặp loa TV lô hao 8219 như thế này đó, công suất 100W nha, đánh rung luôn cả cái phòng của anh chị luôn, anh chị không thể tin được đâu. Con loa này còn có thể là làm kiểm âm được nữa. Đây thì loa vi tính thì mình nghe nhạc là hay là được rồi đúng không chị, mà chất lượng của loa vi tính thì em đánh giá cao hơn là những cái chất lượng của con loa là như loa nhỏ nhỏ, loa mini đồ mình hát karaoke đó. Thì con này nghe nó dồn dập hơn, nghe bass căng hơn, nghe giải bass giải trung nó đã hơn rất chi là nhiều, tại vì là nó thuần về nghe nhạc. Đây đi kèm thêm 2 em trép này nè đó. Con này là 8219, thiết kế bằng phun gỗ luôn, và chiếc loa này là chiếc loa nội địa bên người ta đó. Và tầm giá của nó chỉ cần khoảng đâu đó là trên dưới 1,5 triệu thôi là anh chị đã sở hữu một con loa đẹp như thế này, sang trọng như thế này, thiết kế bằng tất cả bằng gỗ nha mấy anh chị đó, đúng không? Rất là đẹp, anh chị có thể là kết nối vào tivi, kết nối vào máy vi tính, nghe nhạc, xem phim rồi đó, rất là sống động đó, hay hơn rất là nhiều đối với cái loa tivi nhà anh chị luôn, chắc chắn luôn. Rồi bác nào có thắc mắc chi tiết gì nữa về một con loa lực như thế này đó, gọn như thế này và đẹp như thế này thì cứ để lại gọi cho em nha.